Xin chào các bạn, tôi là Tomato Hường. Trong video này, Hường sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài đặt Payoneer vào ClickBank để nhận tiền hoa hồng. Và nếu như các bạn chưa biết cách đăng ký tài khoản ClickBank và lấy link Affiliate để bắt đầu kiếm tiền thì xem video ở trên. Nếu chưa biết cách đăng ký tài khoản Payoneer hay cách rút tiền thì xem video 1234 nha. Trong video này thì Hường giới thiệu 4 phần. Phần thứ nhất đó là chuyển hoa hồng trực tiếp từ ClickBank về ngân hàng Việt Nam có được không? Số 2, cài đặt Payoneer vào ClickBank. Số 3 là điều kiện ClickBank chuyển hoa hồng. Và số 4 là một số khoản phí. Đầu tiên, hoa hồng có chuyển trực tiếp về ngân hàng Việt Nam hay không? Câu trả lời là không nha. Hiện thời điểm hiện tại là không. Còn trong tương lai thì có thể sẽ được cập nhật. Các bạn khi mà các bạn vào tài khoản của mình ấy, vào một account setting thì chúng ta để ý có nút edit nhỏ nhỏ ở đây nè, vào cái mục payment information, bấm vào nút edit ở đây thì là nơi mà chúng ta sẽ cài đặt thông tin ngân hàng của mình. Nếu mà nó đang ở chế độ check thì nó sẽ không hiện lên thông tin để chúng ta điền tài khoản ngân hàng. Nhưng mà các bạn lưu ý là check tức là nó chuyển cái tấm thẻ tấm xét về nhà cho mình rồi mình ra ngân hàng mình đổi tiền. Tuy nhiên mình ở Việt Nam đôi khi chuyển xa quá hay cái địa chỉ ở bên Việt Nam nó không rõ ràng, đôi khi mình phải theo dõi nó, mình phải ra bưu điện mình đấy lấy rất rối lắm. Một số bạn chuyển được, còn một số bạn thì lại chuyển nó không tới. Có thể là chuyển tới bưu điện Việt Nam rồi, sau đó bưu điện Việt Nam khi tìm không ra địa chỉ nhà nó lại chuyển ngược lại Mỹ thì nó hơi rắc rối. Nên là tốt nhất chúng ta chọn direct deposit, tức là chuyển trực tiếp về tài khoản ngân hàng. Nhưng mà ở cái chỗ bank country này nè, chúng ta nhấp vô thì chúng ta không thấy Việt Nam, không có, nó chưa có hỗ trợ là chuyển trực tiếp về ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên nếu như bạn đang công tác làm việc tại một số quốc gia khác, rất là nhiều bạn đang làm việc tại quốc gia khác nhưng mà vẫn đang làm ClickBank, rất là tốt. Nếu như bạn ở ở Canada chẳng hạn, đang làm việc ở Singapore chẳng hạn, hoặc là Hồng Kông, có Hồng Kông, có Philippines này, rất là nhiều. Như vậy thì các bạn tìm nếu như mà mình có tài khoản ngân hàng của quốc gia nào thì chúng ta có thể chuyển trực tiếp về ngân hàng quốc gia đó luôn cũng được, không cần phải đăng ký Payoneer. Còn nếu như các bạn vẫn muốn thì cũng nên đăng ký một tài khoản Payoneer để khi mà chúng ta làm các chương trình tiếp thị giá cao thì họ thường cũng sẽ chuyển ngân hàng, chuyển hoa hồng về Payoneer đó, nên là đăng ký một tài khoản cũng không vấn đề gì. Rồi bây giờ Hường sẽ bắt đầu vào phần thứ hai là cài đặt Payoneer vào ClickBank. Thì các bạn thấy đầu tiên chúng ta vào đăng nhập vào clickbank.com, sau đó vào account setting. Thì ở đây lưu ý là chúng ta chỉnh sửa thông tin sao cho nó đúng ha. Ví dụ như thông tin của mình ở trên này chưa đúng thì mình sửa sao cho nó đúng đó, y chang Payoneer luôn. Ví dụ như tên nè, đây kia là cái thông tin account information này. Còn contact information thì cái này cũng không cần phải chỉnh cho đúng. Rồi, For payment information các bạn chọn mục là direct deposit. Nhớ là chọn direct deposit nha. Nãy Hương nói rồi đó, tấm check nó sẽ gửi thẻ xét. Cái tấm xét thì nó sẽ rất là rắc rối. Rồi bây giờ các bạn lưu ý nè, bấm vào đây thì chúng ta có thể chọn là lớn hơn 100 đô nó gửi hay là lớn hơn 50 đô nó gửi. Tức là đây là số tiền nhỏ nhất, cứ vượt qua số tiền này thì nó bắt đầu gửi cho mình. Thì các bạn tùy, nếu mà chọn là lớn hơn 100 đô hoa hồng thì mới gửi cũng được, hoặc nếu mà sau này chúng ta làm nhiều rồi chọn là trên 500 đô mới gửi cũng được, hoặc trên 1.000 đô mới gửi cũng được, hoặc là trên 1 triệu đô mới gửi cũng được. Nhưng mà chắc không có trường hợp nó xảy ra đâu ha. Thì các bạn muốn thì chọn 50, 100 gì tùy. Đó rồi chúng ta chọn payment frequency, tức là chọn trả hàng tuần, nó kiểm tra, nó thanh toán cho mình một lần, hoặc là hai tuần
2 tuần một lần, pre quickly tức là 2 tuần một lần nó sẽ coi thử đủ trên 100 đô chưa, nó chuyển cho mình. Trên cái số tiền tối thiểu chưa nó chuyển cho mình đấy. Thì tùy các bạn thôi. Rồi. Thôi dưới đây thì là cái thông tin của cái thẻ Payoneer, thì các bạn vào payoneer.com đăng nhập vào. Sau đó thì các bạn sẽ thấy là cái giao diện nó đại khái là như thế này. Và muốn thông tin ngân hàng của mình thì các bạn bấm vào Global Payment Service, bấm vào đây. Ở đây nếu mà mình nhận tiền từ tài khoản đô, tài khoản bảng Anh hay là tài khoản Euro gì cũng được ha. Nhưng mà mình thì đang nhận ở USD, mình sẽ bấm vào USD này nè. Thì ở đây nó sẽ có thông tin của mình về bank name, First Century Bank này, routing, account number, account type. Đấy, tất cả những cái thông tin này nó đã có sẵn rồi. Đấy thì các bạn chỉ lấy copy từ đây, nhớ là copy từ đây bỏ qua nha. Copy cho chắc nha. Không mình điền nhầm một cái số nào đấy thì rắc rối. Rất là nhiều học viên đã điền nhầm rồi đấy. Tức là mình cứ đọc từng cái qua thì nó rất là nhầm. Coi kỹ ha. Thấy vậy chứ có một số bạn nhầm ấy. Nếu mà chúng ta điền nhầm thông tin, điền cái số này này bị nhầm thì cũng cũng không phải lo lắng quá, lỡ nhầm mà cũng không phải lo lắng quá. Bởi vì nó chuyển đi không được thì nó lại chuyển ngược về cái Clickbank của mình. Tuy nhiên là chúng ta sẽ tốn phí. Ta phải chat với Clickbank hỏi nó sẽ chuyển lại cho mình, tuy nhiên nó sẽ tốn một khoản phí nào đấy. Nên là tốt nhất mình xem kỹ thông tin cho nó chính xác. Cái đêm này. À nè, rồi bank country, rồi là bank name, routing, account number, account type, có hết rồi. Nhưng mà lưu ý nè, tức là hồi trước các bạn có thấy tài khoản của Hường nó không có cái bank City mà Hường vẫn nhận hoa hồng được không? Tại vì cái thời mà Hường làm đó, nó chưa có yêu cầu bank City. Ấy là nó lâu lắm rồi. Nên là nhưng mà năm gần đây, 2 năm gần đây gì đó thì nó bắt đầu là yêu cầu cái bank City. Và trên này nó không có. Vậy nên là các bạn chat với Payoneer đi. Các bạn chat bắt người hỏi là cái Bank City của tao là gì để tao nhận hoa hồng, bên kia nó yêu cầu. Chat thì mình vào cái mình vào Sports Center. Sports Center đó. Coi thử có cái mục này Contact Us nè. Hoặc là kéo xuống dưới cùng nó cũng có mục Contact Us. Đâu rồi? Contact us. Thì chúng ta sẽ vào có thể là live chat. Live chat thì cũng hên xui. Có thể là nó sẽ ở đó nó trả lời ngay. Nếu mà chúng ta làm trong giờ chat trong giờ hành chính hoặc là nó không có 24 trên 24 lúc nào cũng may chúng ta gặp được. Do đó thì một số trường hợp chúng ta cứ gửi vào send message, gửi thông tin. Đấy, mình cần cho nó tất cả yêu cầu chúng ta gửi thông tin cho nó thì nó sẽ trả lời cho mình cũng nhanh thôi. Ví dụ như là sau này chăng nữa nó đổi giao diện hoặc là nó đổi gì một chút, không thể nào mà nó để dài hoài cho mình vài năm được, nên nó đổi cái gì thì mình cần cái gì thì mình cứ chat mình hỏi thôi. Ví dụ một số giao diện đôi khi cái giao diện Payoneer các bạn không có tìm ra được cái Global Payment Service chẳng hạn, thì các bạn cứ cần cái thông tin lên Clickbank này nè, các bạn cần cái gì các bạn chat với cái Payoneer, chat với nó hỏi của tao là cái gì, cung cấp cho tao đi, rồi nó sẽ cung cấp cho mình, chứ không phải lúc nào nó cũng giống nhau đâu, đôi khi nó thay đổi. Rồi cái đó là về đăng ký Payoneer, tài cài đặt Payoneer. Rồi tới cái phần thứ ba, điều kiện Clickbank chuyển hoa hồng về Payoneer. Vào cái mục này, à hồi quên, ở trong cái Clickbank ấy, ở đây thì sau khi mà các bạn điền thông tin xong hết rồi, chúng ta bấm lưu lại, lưu thay đổi, thì lưu vẫn chưa xong đâu nha, nhớ là lưu chưa xong, chúng ta phải vô email chúng ta check, chúng ta xác nhận bằng email. Chúng ta vô cái email nó sẽ gửi thông tin là mình mới thay đổi thông tin hả, cái bấm ok, bấm xác nhận là chúng ta đã được thay đổi thông tin, chúng ta đã cập nhật thông tin thì mới là hoàn tất. Nếu mà chúng ta không bấm lưu á, không có chuyện gì xảy ra cả.
Nếu nếu mà chúng ta không có vào email check thì nó không có chuyện gì xảy ra. Và lưu ý là 7 ngày sau chúng ta mới được đổi lại, nên là đổi cho kỹ ha. Rồi, bây giờ tới cái phần điều kiện nhận Clickbank chuyển hoa hồng về Pioneer. Thì đối với lần chuyển hoa hồng đầu tiên thì với mục đích của Clickbank là sẽ để cho khách hàng không tự lên Clickbank đăng ký affiliate rồi mua hàng luôn, nhận hoa hồng luôn, họ đỡ tốn. Nên là Clickbank nó một số điều kiện ràng buộc như thế nào như sau. Đó là khi mà chúng ta phải đạt được ít nhất 5 sale. Thì và 5 sale này phải không tính là PayPal nha, không tính, tức là khách hàng họ không thanh toán bằng PayPal, họ thanh toán bằng thẻ đó. Và 5 sale này họ cũng không không có tính upsell. Và 5 sale này là họ được mua, họ mua của mình từ 5 cái thẻ ngân hàng khác nhau. Tức là ví dụ như khách hàng này, họ cùng một khách hàng họ dùng một cái thẻ đó, họ mua một cái sản phẩm về giảm cân, xong họ mua một cái sản phẩm về yoga thì cũng không được. Tức là mình phải 5 cái sale này phải từ 5 cái thẻ ngân hàng khác nhau nè. Rồi phải có tổng số hoa hồng phải lớn hơn số tiền tối thiểu mình đã đặt. Ví dụ nãy mình đặt 100 đô á, thì cái số hoa hồng, tổng số hoa hồng từng lên sau này nó phải lớn hơn 100 đô. Và nó phải đạt điều kiện 5 sale như ở trên. Nhưng mà tức là đạt điều kiện đó là họ sẽ chuyển hoa hồng về cho mình, chuyển tất cả, không mất một đồng hoa hồng nào của mình. Các bạn yên tâm nha. Thì miễn sao mà đạt ít nhất là 5 sale như vậy thôi, đảm bảo là để họ họ xác định là từ 5 khách hàng khác nhau đó. Rồi và đối với những lần chuyển tiếp theo thì cứ đúng chu kỳ thanh toán mà mình cài đặt. Ví dụ các bạn cài Quickly hoặc là Free Quickly, hoặc là các bạn cài 100 đô hoặc 50 đô gì đó, cứ đúng chu kỳ thanh toán nó kiểm tra. Nếu mà cái số tiền hoa hồng mình có lớn hơn số tiền mình cài đặt thì họ sẽ chuyển cho mình, và họ tạm giữ của mình 10% hoa hồng. Họ tạm giữ là 6 6 chu kỳ. Chu kỳ thứ 6 thì họ sẽ chuyển cái 10% đó cho mình, họ cộng và họ chuyển cho mình. Bởi vì họ cũng phòng ngừa, tại vì tất cả, hầu như tất cả các sản phẩm ở trên Clickbank đều được guarantee, tức là đảm khách hàng có thể refund trong vòng 60 ngày. Nên là họ dùng cái khoản đó là một cái ngân sách để trả refund cho khách hàng thôi. Tóm lại là họ sẽ trả 10% đó ở thành lần thanh toán thứ 6. Rồi còn phí thì Clickbank sẽ chuyển, sẽ tính phí cứ 2,5 đô một lần chuyển, không quan trọng là chuyển bao nhiêu. Ví dụ các bạn chọn là 50 đô thanh toán thì nó cũng lấy 2,5 đô. Các bạn có 1.000 đô chuyển lần đó thì 1.000 đô thì cũng lấy 2,5 đô, 10.000 thì cũng lấy 2,5 đô. Còn về khi mà tiền chuyển về tới Payoneer rồi đấy, thì Payoneer nó sẽ lấy của mình 1% mỗi lần nhận. Ví dụ như mình có 1.000 đô, mình chuyển, nó nhận 1.000 đô thì nó lấy của mình 10 đô, kiểu vậy. Đấy là một số cái ha. Rồi còn gì nữa không ta? Vậy thôi, đó là video hướng dẫn cách cài đặt Payoneer và Clickbank để nhận tiền hoa hồng. Nếu mà có thắc mắc gì thì các bạn cứ comment dưới video này, Hường sẽ trả lời, giải đáp thắc mắc, hoặc có thể inbox cho Hường trên Facebook để hỏi ha. Rồi đừng quên like, fanpage, sách laptop lên và đi. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ subscribe kênh. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye!